GRTVN này. Đó, mở hàng này. Xem có hỏng hóc gì không để còn đổi trả này. Người ta dặn thế mà. Nó đứng xa ra thôi, con cần đứng gần đâu. Quay làm sao mà nhìn thấy mọi thứ là được thôi, không cần phải quay ngang cũng được mà. Sao quay trên xuống làm gì? Này, không quay mặt bố là được thôi. Để xem nó có hỏng hóc gì không, còn đổi mà người ta bảo thế. Mình cứ tham làm theo đúng thế thôi. Bọc chặt cơm nhỉ, chất lượng tốt đấy, có vẻ cẩn thận đấy. Ui. À. Omon mua từ trang web chiaki.vn, kiểm tra hàng. Nếu có lỗi gì thì sẽ đổi. À, phụ kiện bao gồm pin, vòng siết pin, máy xem có bị xước sát gì không, máy không vấn đề gì cả, hướng dẫn sử dụng ok. Đây không có chạy nữa, bật pin chạy. Xem có chạy không nha. Hormone vẻ ổn hơn đấy, không có điện chỉ có pin thôi, 4 viên trời luôn. Sản phẩm nhìn rất chuẩn, có ba là hàng chính hãng. Tôi chỉ cần cho pin vào tôi xem là có chạy không đã, chứ còn tôi chưa cần nói đến cái việc mà đó đúng hay sai, lên điện không đã. Nếu lên điện là thôi, coi như là ok, còn lỗi lầm gì thì báo với bên kia sau. Lắp đây đâu? À đây. Đo luôn. Cái này cắm vào đây. Đấy. Cái này đeo vào tay. Chiều này xuôi xuống. Vào đây. Quấn lại. Ok, kết quả khá chính xác. Cộng trừ 3. Xin cảm ơn.